can and more. This could be absolutely brutal. Flaring. And allow for a third body. Derion on the edge. What a dodge! Từ một câu lạc bộ bóng đá của Indonesia, đó chính là Persija Jakarta, đội bóng của thủ đô hiện đang xếp hạng 7 tại bảng xếp hạng quốc nội. Đó là một chút thông tin về đội tuyển này dành cho các bạn khán giả trước trận đấu. Bây giờ thì round thi đấu đầu tiên đã bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ đến với round thi đấu lúc mà thôi. Các thành viên về phía Persija vẫn đang thi đấu khá chậm ở bên phía tấn công, hầu như thì cũng chỉ đang dừng lại ở cái mức gọi là kê đầy. Và mình cũng đang muốn nhắc đến quân bài set trong tay của các thành viên về phía team Bonker. Thực sự đây không phải là một vị agent chúng ta thấy quá nhiều, nhất là ở map thi đấu như kiểu là Haven này. Chúng ta thường sẽ thấy ở những trận thi đấu bắn rank nhiều hơn, vì ở trên tầm pro screen thì thực sự là những cái bức tường của quân bài set sẽ không đóng góp quá nhiều đâu. Và bây giờ thì anh chàng Rostady đang sử dụng cho mình cái drone và Hukara và đang gây áp lực lớn lên với các thành viên của team Bonker. Muốn đánh vào khu xe A rồi, Nott ở đây đổi được một trước khi nằm xuống bởi anh chàng Famous. Ở trong xe A vẫn còn một người nữa. Và Sova về phía team Bonker cần phải sống sót và ít nhất là đổi được một trong tình huống này. Đẩy vào bắn nhau, đó chết chay đến từ cái tên Scroll. Famous có cho một cái double kill và tích đổi mạng của Fritz thành công. Liên tục là những tình huống đổi mạng với tốc độ cực kỳ cao. Tuy nhiên rằng bộ ba còn lại của Bonker sẽ phải làm một điều gì đó, vì rõ ràng những vị trí trong side đang được chiếm rất đẹp bởi Persija rồi. Minismai sẽ là người đi đầu tiên. Liệu rằng anh chàng này có thể làm gì đấy không? Đây, Eo thì đã đi móc và bắt được cái tên đó là RD rồi. Minismai cũng nằm xuống triple kill Famous trước khi mà Rosify anh ta kết thúc nốt được cái tên Tix. Đó sẽ là 1-0 dành các thành viên của Persija. Famous cũng là một duelist có thể gọi là có tiếng ở khu vực, chính xác hơn là ở trong giải thi đấu VCT Indo vừa rồi, khi mà cũng đã rất là nhiều lần Famous là player gánh kèo chính. Ở trong ngay ra thi đấu lúc này thôi, Famous cũng đã có cho mình một cái triple kill. Có thể thấy rằng bên phía team Bonker không có quá nhiều utility phục vụ cho việc retake side, đúng không? Họ gần như thì cũng chỉ sử dụng vào những cái gọi là những cái thông tin mà quân bài Sova trong tay của anh chàng Scarhat mang lại. Không có một agent flash cụ thể nào cả. Đây là một bất lợi rất là lớn đối với các thành viên bên phía team Bonker. Và mình cũng rất là tò mò để xem họ triển khai cái đội hình này như thế nào đây. Đẩy hoàn toàn không sai A. Để những tình huống đẩy chay mà thôi. Và bây giờ thì đối phương đang muốn di chuyển ngược lại rồi. Ở shot đang có một người, nhưng đó là cái tên Rostery cũng như là Atheris đều lên tiếng tình huống này. Famous thì chính xác hơn, đó cái tên Ness cũng đã phải nằm xuống rồi. Ra đi của ba người trong sai A một cách rất nhanh chóng đến này sẽ là một trong những gọi là điểm xấu dành cho các thành viên bên phía team Bonker. Chamber cũng đổi được một, đó là anh chàng Adil cũng chỉ còn lại một chấm máu và đang cố gắng rotate ngược lên khu Heaven. Có lẽ là họ đang cố gắng bắt súng ở bên phía team Persija. Bắt làm sao đây khi mà trong tay của anh chàng RD chỉ còn lại đó một cái shotty, và ở đây thì cái tên Tix rất cố gắng nhưng cũng phải nằm xuống dưới tay của Flinch rồi. Và Eo thậm chí còn đang muốn rút gốt ra để đấu cùng cả vị trí của RD. Còn cơ hội nào dành cho RD hay không đây? Chắc chắn thì sẽ là không rồi. Tử hình tới Eo. Đó sẽ là 2-0 dành cho bên phía đội hình của Persija. 2-0 dạ. Khá là nhanh chóng dành cho các thành viên bên phía team Persija. Họ vẫn giữ được 4 cỡ Spectre ở mình. Đâu đó rơi dụng một súng không phải là một vấn đề quá to tát đối với đội tuyển đến từ khu Indo. Thì mà bây giờ sẽ ra thi đấu bonus của họ và họ có thể chơi một cách thoải mái mà thôi. Lượng tiền hoàn toàn sẽ đủ để có thể full buy trong ra thi đấu sắp tới. Và cái tên Rose Alfie đang sử dụng cho mình một khẩu Serif. Có lẽ là một khẩu Serif được drop ra đến từ những người đồng đội và chủ động lên cho mình một cái giáp 1. Một ý đồ bắn hoàn toàn sẽ là một ra thi đấu eco. Còn với các thành viên bên phía team Bonker thì ra thi đấu full buy này họ sẽ triển khai lối chơi như nào đây? Vẫn là đẩy A, hai người đẩy A, một đẩy shop và một đẩy long. Ngay lập tức nó có một rồi, nhưng ở đây thì Famous đã phải nằm xuống. Và không phải cái double kill để cho anh chàng Minimize. Tạm thời thì đưa về tình huống là 3v4 là cho các thành viên bên phía team Persija. Và Flynn cũng đang di chuyển một quãng đường khá là khó chịu ở đây, lên thẳng khu Heaven A rồi. Nào liệu các thành viên bên phía team Bonker đã nghe thấy điều này chưa? Đây đã nghe thấy, và đó là tình huống Manos kết thúc được Flynn. Lượng máu đó thì tôi nghĩ rằng Flynn nhảy xuống thì cũng không còn gọi là cái móng chân nào nữa đâu. Quyết định rotate ngược với khu side A, khung quả spy là anh chàng Rose. Bây giờ thì Rose sẽ đổi được mấy đây? Không đổi được bạn nào đến từ cái Rose cả. Và anh chàng Atheris sẽ là player sống sót cuối cùng.
một vết 4, khó rồi, đối phương đang kê lại quá cẩn thận và đương nhiên là Antares không có cơ hội trong tình huống này. Teleport vào thùng giữa xa nhưng lại là triple kill dành cho cái tên Nose. 1-2 dành cho Boker. Round thi đấu mà chủ động đưa về gọi là một round bonus tới từ các thành viên của Persija, họ cũng không quá cố gắng. Có lẽ rằng là cái việc mà để anh chàng Minimize đổi tới 2 ở khu vực A-Link nó đã khiến cho kế hoạch của bên phía đội hình Persija cũng phần nào phá sản. Chúng ta có thể thấy là Bonker cũng thích ứng với tình hình tương đối tốt khi mà cả hai player của họ thi đấu khu vực A biết rằng là mất Link, họ lùi ngay về khu vực chân Heaven. Vậy thì thi đấu cùng nhau cũng là một cái sự thích ứng rất là nhanh chóng trong trận đấu này. Đúng đó, một round đọc bài tốt của bộ đôi trong khu vực sai A. Nhưng nãy giờ chúng ta vẫn chưa thấy quá nhiều cái yếu tố chiến thuật. Hầu như thì pha di chuyển của Persija trong round thi đấu vừa rồi có phần hơi vội vàng một chút khi mà họ đã chiếm được khu sai B và quyết định sẽ là đánh vào khu sai A. Và bây giờ thì họ đang muốn đánh thọc vào khu sai C rồi. Ultimate là có trên người anh chàng Flinch. Cái đại địa chấn thẳng vào sai C nơi đang có đến tận 3 người. Ultimate được giã vào, đồ cũng được ném. Teleport được đến từ anh chàng Deal nhưng Tích thì không. Tích đang phải nằm lại nhưng quan trọng là cái tên Minimize đã người bắt được Famous. Tích cũng đã lùi về thành công và mang về ra thi đấu đang có lợi thế hơn người dành cho các thành viên về phía Team Boker. Tuy nhiên sai thì lại bị chiếm và quả spy cũng đã được đặt dành cho các thành viên về phía đội hình của Persija. Nhưng quả nết của Nos nó là quá tốt, bay thẳng vào với cái ultimate của mình và anh ta hạ gục đi cả cái tên Flinch luôn. Lộ ra vị trí tới từ Asterix, anh ta nằm xuống nhưng Rosefire đổi 2 cũng chẳng để làm gì khi đó là cái double kill tới vị trí của Minimize. Chắc chắn đây sẽ là round thi đấu chiến thắng thứ 2 dành bên phía đội hình của Bonkers mà thôi. Một round thi đấu retake có thể nói là khá chuẩn chỉ đến từ các thành viên của Bonkers. Nhưng cũng phải nói rằng bên phía đội hình Persija, việc mất đi một duelist cũng như việc là chọn những vị trí chưa quá đẹp ở trong side, nó đã khiến cho hành trình của Persija round thi đấu vừa rồi dừng lại ở việc đặt thần Spire mà thôi. Chính xác, chúng ta có thể thấy rằng Duelist bên phía Team Bonker đã có một round thi đấu retake và mở đường rất là tốt. Chúng ta đã nghĩ rằng Bonker với một line up không có những Incinerator có khả năng flash hay là một agent có flash cụ thể nào cả thì sẽ là một khó khăn đối với họ. Nhưng tạm thời chúng ta đang thấy rằng họ vẫn đang khá là chill đấy chứ. Những round thi đấu bài mới bên phía Team... Persija có thể gọi là lỗi skill nhiều hơn. Và bây giờ thì bất ngờ chưa, Famous đã phải nằm xuống và cười rất tươi đến từ cái tên Drew. Có vẻ như là họ cũng đang thi đấu cực kỳ thoải mái mà thôi. Một khẩu operator được lên ở ra thi đấu thứ 5 này. Và đương nhiên là cái tên Famous không thể làm được gì hơn. Giờ thì họ đang có ý định là muốn cài người vào B. Và người cài lần này sẽ là cái tên Flynn nhưng cũng phải nằm xuống rồi. Score thì bắt đi được cái tên ER. Và như vậy thì gần như round thi đấu này nó đã kết thúc với các thành viên bên phía đội hình của Persija. Quá nhiều những lợi thế dành cho bên phía đội hình của Bonkers. Một cái tường TikTok mà có lẽ rằng là nó cũng sẽ gây khá là nhiều cái sự náo loạn dành cho rank ở khu vực C trong thời gian tới. Mình nghĩ là như vậy. Có lẽ là ở trong những trận thi đấu rank thì chúng ta sẽ được nhìn thấy con bài set nhiều hơn. Nhưng mà tạm thời thì trở lại trận đấu thì anh chàng Atheris cũng đang có cho mình một khẩu shotgun, đó là Bucky. Hơi khó để Atheris có thể bắt bớ được ai trong cái tình huống này khi mà chúng ta thể thấy rằng Bonker họ đang thi đấu cực kỳ chậm rãi và họ đang quyết định là lựa chọn những góc thi đấu tầm xa. Hợp lý mà thôi, với những góc kê skill tầm xa như này thì rất là khó để bị những khẩu serif hay là những khẩu shotgun đánh bại được. Và bây giờ thì cái tên Rose cũng đang bò vào khu sai C rồi, một quả flash tốt và bây giờ Minimize. Hồi Minimize vẫn còn sống và đó là pha check khá là ẩu đến từ cái tên Rose. Check chó có và ở đây thì Atheris cũng không thể làm gì hơn khi mà Rose đã back về để cover kịp thời dành cho anh chàng Tick. 3-2 dành cho thành viên bên phía Team Boker và họ cũng đang gáy khá là khét. Đúng như những gì mà Linux nói với việc là họ đang thi đấu mà cũng không có nhà tài trợ thì sẽ thi đấu cực kỳ thoải mái cũng như là có thể làm được những gì mình thích mà thôi. Có vẻ như là họ vẫn đang vận hành cái con bài chamber này không khác gì một duelist đúng không? Chúng ta thường thấy là cái vị trí thùng giữa side C sẽ là cái nơi mà con bài Jet hay bay lên để chiếm cái lợi thế ở thời điểm đầu đúng không? Thì chamber cũng có thể làm điều đó một cách tương tự. Với round thi đấu này thì sẽ là round thi đấu full bài đầy đủ dành cho Persija, nhưng cái tên Ardew lại tạo nên điều khác biệt khi đó là Eor phải bỏ mạng lại rồi. Ngay lập tức thì con bài chamber này sẽ sủi về trong side mà thôi. Nhưng cái tên đi đầu đó là Famous đã phát hiện ra scroll nhưng tình huống nhảy check nó khó chịu quá. Không có cơ hội nào để cho Famous có thể có mạng ở tình huống vừa rồi cả. Lợi thế hơn người vẫn đang được duy trì dành cho thành viên về phía Team Bong. Và bây giờ thì Famous đang là người di chuyển đầu tiên
vẫn còn cho mình cái lướt để có thể thi đấu trong tình huống này. Backside đang có một người bị phát hiện ra rồi và đây sẽ là cái án tử dành cho quân bài Sova mà thôi, nhưng score vẫn đổi được kịp, một đứa triple kill dành cho Famous. Cái gì vậy, một đường đạn mà Famous đã có cho mình đến tận 3 điểm hạ gục. Boombot đã nổ Famous còn lại tầm khoảng 30% máu mà thôi, nhưng quan trọng là Atheris vẫn lên tiếng trong tình huống này, và đó là cái quad kill dành cho cái tên Famous. Đúng là người nổi tiếng bắn đầu chúng đó, và cái pha spam qua quả smoke thì lại rơi đến tận 2 đầu. 3 đều dành cho các thành viên về phía Tipper Siza rồi. Làm người nổi tiếng thích thật, làm gì cũng được độ. Quad kill. Phải nói là cái tình huống layup này thì nó là hơi đen dành cho bộ đôi của Bonkers. Anh chàng Famous có lẽ là cũng không ngờ đến là đối phương lại có thể nằm xuống nhanh đến như vậy. Nhưng cái tình huống xử lý cuối cùng thì phải nói nó là quá đẳng cấp, quá ghê gớm. Khó để trách được các thành viên bên phía team Bonkers trong cái tình huống retake vừa rồi, khi đó lại là một pha layup khá là đẹp. Chúng ta đã thấy rằng họ có những cái nỗ lực rồi đúng không? Họ đã đưa được về tình huống 5v3 mà không thể làm gì hơn. Ở đây score đã bắt được Flynn với cái ultimate thợ săn khổng lồ của mình. Có vẻ như đó là một cái ultimate bắn theo cảm giác chứ không hề có một cái recon hay một cái drone do thám nào cả. Chỉ đơn giản là cảm giác mà thôi. Mất đi Flynn, mất đi một incinerator flash như kiểu Brick thì Famous sẽ cần phải tự hoạt động trong round thi đấu này. Để xem là Famous sẽ entry như thế nào với không nhiều sự support đến từ những người đồng đội đây. Có lẽ quả flash đến từ anh chàng Atheris cũng sẽ cần phải đóng góp vai trò lớn trong cái round thi đấu entry. Đồ được dã vào, đấy đó, đó là một cái mũi tên điện để phá đi những con alarm của anh chàng Chamber. Tạm thời người solo trong con side B đang destroy một cái recon đẹp, nhưng tạm thời destroy vẫn đang giữ được khu backside. Bây giờ thì phát hiện ra điều gì đó rồi, Famous ngay lập tức phải nắm xuống, lợi thế hơn người là quá lớn ra cho Bonkers. Cái tên Asterix đã dịch chuyển ra ngoài rồi, tuy nhiên phía sau lưng anh ta đang là có một con bà Chamber, nhưng ở đây thì đóng một cái tường nó chắc chắn quá. Eo bắt đi được vị trí của Nott rồi, nhưng Tix lại lấy mạng Atheris. Eo cũng nằm xuống ở đây và double kill vị trí của Tix khi Rosefy không thể thực hiện hóa cái ultimate của mình để hạ gục bất kỳ ai cả. Sẽ ra thi đấu chiến thắng thứ tư dành bên phía đội hình của Bonkers mà thôi. Một round thi đấu retake chuẩn chỉ, con bài sẽ tỏ rõ hiệu quả của mình với cái bức tường đóng ra, có thể nói là rất yên tâm dành cho những người đồng đội và tốn cực kỳ nhiều công sức của bên phía Persija. Một bức tường gây áp lực lớn lên các thành viên bên phía team Persija khi phải đi retake. À, chính xác hơn là khi phải bật post plan mà gặp đối phương lại dựng một bức tường như vậy. Có lẽ đây cũng là một cách bắn quân bài set có thể gọi là hay hơn đúng không? Khi mà chúng ta cứ dựng những cái bức tường ở tầm sớm thì nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa, khi mà cũng sẽ bị phá rất là nhanh mà thôi. Giữ tường để bắn retake đến từ cái tên Minimize. Nhưng nãy giờ thì chúng ta thể thấy rằng những round thi đấu thua của bên phía team Persija thì phần lớn đều là lỗi của họ, khi mà họ chọn những vị trí không quá đẹp, hay thậm chí anh chàng Rose sử dụng cái ultimate thì cũng đã bị đối phương lao ra và bắt bớ. Ở đây thì sao đây, nhảy check đến từ cái tên Flynn nhưng mà người nằm xuống lại là Enjon. Ardil vẫn sử dụng cái teleport để có thể lùi về được và tạm thời vẫn giữ được cái lợi thế hơn người cho dù bị ăn một viên Marshall vào giữa ngực. They found my trap. Không có một chút điều gì bất ngờ trong điều này cả. Thậm chí ở đây thì Minimize biết rằng đối phương ở round thi đấu yếu súng, đóng thẳng một cái tường khu sai C, thoải mái di chuyển hơn. Vừa gara thì có anh chàng Atheris đang di chuyển vào, nhưng ở đây Tick bắn lỗi rồi, Famous dễ dàng có mạng, nhưng Audio đã lấy mạng của Famous thành công. Atheris vẫn đang bỏ chuyển nhưng Minimize bắt đi cái tên Rosify mất rồi. Chỉ một viên đạn thì Atheris hạ gục cái tên Audio, nhưng mình nghĩ rằng đó là tất cả gì ta có thể làm được trong round thi đấu này. Bởi vì rõ ràng rằng Spy thì đã rơi, hoàn toàn bị kiểm soát bởi bên phía đội hình của Bonkers, và còn cẩn thận dựng cả anh chàng Audio này dậy để giữ lại khẩu Operator. Gần như sẽ chẳng còn một chút hy vọng nào dành cho bên phía bộ đôi của Persija nữa rồi. Và đây thì Score lấy mạng Atheris, cái tên cuối cùng thì bị anh chàng Nos đưa trong một cửa lựu đạn và biến mất. Đó sẽ là round thi đấu chiến thắng thứ 5 dành cho bên phía của Bonkers mà thôi. 5-3 dành cho Bonkers. Nãy giờ chúng ta thể thấy rằng Bonkers họ vẫn đang thi đấu khá thoải mái, cho dù những tình huống phải đi retake đúng không, họ cũng không ngại quá nhiều. Vì thường chúng ta thể thấy rằng Bonkers có được những cái lợi thế về người từ khá là sớm. Chưa có một run thi đấu retake bằng người nào cả, hầu như họ đều là hơn mà thôi. Cảm giác như là Bonkers cũng đang thi đấu cũng không khác gì là một trận thi đấu bắn rank là mấy, khi hầu như là những tình huống bắn cương skill. Còn với các thành viên bên phía team Persija thì họ lại đang gặp những cái vấn đề. Có thể nói rằng họ chiếm map đang không quá tốt, không sử dụng được cái utility của mình một cách hợp lý. Còn ra thi đấu này thì bên phía team Persija đang chủ động là chiếm mid. Họ đang muốn ép vào cả khu vực side B cũng như là khu gara. Nếu như vào side B mà gặp nhiều gọi là hiện tượng lạ quá thì họ sẽ bắt đầu di chuyển ngược về khu gara mà thôi.
ở hướng Gara cũng như là Ceiling đang có đến tận 3 người phay mất ở trong quả smoke này. Liệu có phải là muốn đi qua hay không đây? Finn cũng đã có trong cái ultimate đại điện chấn. Và đây có thể là cái ultimate để có thể hỗ trợ. Một bức tường được kẻ ra đến từ Minimize, ngay lập tức nó bị phá đi. Không có nhiều ý nghĩa. Tạm thời thì cũng đang giúp cho Finn, chính xác là Minimize có được một góc thi đấu có thể gọi là đẹp. Tạm ổn. Ardil lựa chọn góc thi đấu cương ở khu vực Gara. Đối mặt anh ta sẽ bị chịu famous. Và đó là cái tên Ardil. Trọng độ tuyệt vời với khẩu Operator. Rõ ràng đây là một cái sự thay thế hoàn hảo cho con bài Jet tại bản đồ thi đấu Haven này. Tuy nhiên Ardil đang muốn đổi góc để kê lại khu vực Gara từ xa. Đại địa chấn được trả vào. Ardil vẫn đang rất bình tĩnh. Và đó là mạng của anh chàng Rosify nằm xuống. Vẫn đang trốn được cái tên Ardil. Thêm một địa chấn được trả ra. Nhưng giờ thì bắn cover như nào đây? Tích cover thành công. Asterix đổi hai nhưng đó triple kill tại vị trí Ardil. Cái tên Score cũng đang bách về để hỗ trợ người ngựa của mình. Và tham mình là thứ mà anh chàng Ardil có. Còn PCT không. Quát kill dành cho Ardil. Một cái phong độ quá tuyệt vời tới từ player người Úc. Mình cũng không rõ là các thành viên bên phía của team Persija đang triển khai lối chơi như thế nào nữa. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng lineup của họ có những player lấy được thông tin đúng không? Họ có flash của Brick, họ có thông tin của Sova. Nhưng mà nãy giờ chúng ta có thể thấy rằng hầu như đều là những tình huống bò chay mà thôi. Rất đáng tiếc. Biết đối phương có một khẩu Operator, nhưng quan trọng rằng Persija lại không sử dụng những cái lượng utility để có thể đẩy lùi khẩu ốp trong tay của anh chàng Ardil. Và nãy giờ thì Ardil đang thi đấu là quá thoải mái. Mình nghĩ rằng trong tình huống giạt chay đó của Famous để check lại khu Gara thì thường ở gọi là tầm pro player thì họ cũng sẽ sử dụng những con drone hay là những quả flash để có thể hỗ trợ chiếm khu Gara. Nhưng mà đây thì lại là một pha bỏ chay đến từ Famous khá là đáng tiếc. Với việc là liên tục mất người lẻ như này thì Persija sẽ rất là khó bắn trong những round thi đấu sắp tới. Và ngay lập tức là một quyền tactical timeout. Họ cần phải điều chỉnh lại về cái lối di chuyển đi. Khi mà mình thấy nãy giờ họ di chuyển thực sự là không có sự liên kết với nhau. Có vẻ như map thi đấu Haven này vẫn còn đang có quá nhiều thứ cần phải cải thiện đến từ bên phía đội hình Persija ở mặt trận tấn công. 3 trên tổng số 9 round đã thi đấu. Còn về phía của Bonker thì thực sự là cái tên Ardil đang tạo nên một cái sự khác biệt tương đối lớn so với phần còn lại. 12 frag với 5 lần nằm xuống là hơi nhiều dành cho player này. Một round thi đấu yếu súng nhưng các thành viên của Persija cũng ngay lập tức phá đi bức tường của Minimize ở khu vực mid. Bức tường default mà thôi, nhưng ở đây thì Ardil một lần nữa tiếp tục farm điểm. Nãy nó giờ thì vừa kết thúc IO. Và đó sẽ là cái mạng thứ 13 dành cho vị trí của Ardil, cũng như là cái mạng thứ 10 thì có Nott rồi. Ardil cũng đã hoàn thành cho mình khẩu Operator của con bài Chamber Tour de Force từ khá sớm. Nhưng mà nãy giờ thì chúng ta sẽ thấy rằng khẩu Operator mà Ardil sử dụng 4.700 quest để mua có vẻ như là vẫn gọi như nào nhỉ, vẫn khá là bền, dùng mãi mà không thấy rơi. Còn ra thi đấu này thì về phía team Persija với lượng súng ống nghèo ngặt thì rất là khó để có thể tạo ra đột biến trước các thành viên về phía team Bonker. Nãy giờ thì Bonker vẫn đang thi đấu khá chắc chắn. Hầu như là họ sử dụng khẩu Operator trong tay của Ardil cố gắng pick người. Hoặc là những tình huống gọi là tạo đột biến đến từ cái tên Nos. Muốn vào khu side B rồi. Cái trap này đương nhiên là cũng sẽ báo hiệu ra điều gì đó dành cho các thành viên về phía team Bonker. Và đây là một quả spy đặt đẹp về khu A-Link. Nhưng rất nhiều đồ được giã vào, thêm cả ultimate double kill dành cho cái tên Minimize. Và Atheris đương nhiên là sẽ ra cộng mạng dành cho cái tên Nos mà thôi. Ultimate deny đi tình huống Nos spy đến từ cái tên Tick. Có vẻ như là họ cũng muốn sử dụng cái ultimate này để không cho đối phương có thêm được lượng threat từ việc là spy đúng không Tommy? Chính xác rồi, họ đang gọi là bóp nghẹt các thành viên của Persija đúng không? Cũng phải nói rằng là bên phía đội hình của Persija có vẻ đang hơi ngợp trước cái phong độ tới từ Operator trong tay của anh chàng Ardil. Và thực sự rằng là bài đánh của Persija đang không thể hiện được phong độ của họ. Phần nào thì mình cũng đang đặt câu hỏi khá lớn là với một cái lối chơi trông khá đơn điệu như này tại map thi đấu Haven thì họ đã làm cách nào để vượt qua được Onyx G tại giải thi đấu quốc nội vậy? Và bây giờ thì Famous có được một tuần phạt tạo đột biến tốt, quả phát là mù trắng xóa. Nos đã có một góc thi đấu đẹp ở đây. Nos bắt cho mình cái ultimate lên và đã kết thúc được Famous người yêu máu rồi. Score hát cũng bắt được cái tên Flynn. Lợi thế hơn người bất ngờ đảo chiều cho thành viên bên phía team Bonker và vẫn còn những cái flashback để cái tên Nos này lùi lại. Bây giờ thì sao đây, Score hát cũng đang cố gắng cover cho những người đồng đội của mình.
Và Nos cũng đã mất cho mình hai cái gói chất nổ rồi. Atheris đổ được một cái tên, Rose cũng làm được điều tương tự vào khu xe. À, chỉ còn lại một cái tên đó, anh cho score mà thôi. Score đang phải câu giờ trong tình huống này. 2v3 Ultimate cũng đã được sử dụng đến từ cái tên Engon và biết rằng khu xe sẽ clear. Ngay lập tức là Atheris sử dụng cái ý Ultimate của mình để có thể teleport về. Hơi đáng tiếc khi Atheris không phải là người cầm spy. Nếu như có thể là spy luôn trong tình huống này thì mình nghĩ rằng bên phía team Persija cũng đã có thể lấy lại được một chút gọi là thời gian quý báu cho những tình huống post plan. Còn tạm thời thì cái tên Atheris cũng đã bắt được tích. Bây giờ thì score không qua được cái họng súng của Atheris. 4-7 cho các thành viên bên phía team Persija. Một round thi đấu mà bên phía đội hình của Persija đã phản ứng tương đối nhanh trước cái đợt tấn công của Persija. Chính xác hơn là Bonker đã phản ứng tương đối nhanh trước đợt tấn công của Persija, nhưng cái tình huống cương skill khu vực A main này nó không có cái kết quả tốt chút nào cả. Nếu như đó là tình huống nó sử dụng cái gói chất nổ để lùi về thì mình nghĩ là sẽ an toàn hơn, đúng không? Đúng. Có lẽ là họ cũng đang khá tự tin vào cái phong độ của bản thân, phải không Sinh? Hơi đáng tiếc khi mà các thành viên bên phía team Bong đã đưa ra quyết định sai lầm trong cái trận thi đấu vừa rồi. Và bây giờ thì sao đây? Famous sử dụng luôn cho mình cái lướt để có thể clear hoàn toàn khu gara, bỏ qua được cái bãi slow đến từ vị trí của anh chàng Minimize. Spy được đặt đẹp ở khu side C và họ cũng đang chuẩn bị cho những tình huống retake. Không có nhiều đồ để bắn retake trong tình huống này. Chúng ta thể thấy rằng cái địa chấn của anh chàng Flynn cũng sẽ không đến, hay là Rose cũng chưa có cho mình Ultimate Hunter Fury. Và Engon đang có một góc thi đấu đẹp ở đây, nhưng mà Tick cũng đã đoán ra được điều đó rồi. Một pha đục luôn đến từ cái tên Tick và lợi thế hơn người lại một lần nữa thuộc với các thành viên phía team Bonker. Nos cũng là người móc máy trong tình huống này. Sẽ là đợi móc thôi, nhưng giờ thì sao đây? Minimize lại một lần nữa thể hiện độ tay to của mình. Famous ở đây có cho mình thêm một mạng nữa rồi. Double kill bị của Famous, nhưng Asterix lấy mạng của cho thành công. Và giờ thì anh chàng Nos mới tới nơi. Asterix có double kill đấy, nhưng vị trí của anh chàng Asterix lại có cho mình tới triple kill. Đó sẽ là thi đấu chiến thắng thứ 5 dành cho Persija, và rõ ràng là cái tỷ số 7-5 cũng không phải là quá tệ dành cho họ sau lượt thi đấu đầu tiên. Có vẻ như sau lượt tactical timeout thì các thành viên về phía team Persija cũng đã lấy lại được cái nhịp tấn công của mình, không còn những tình huống đi lẻ nữa. Họ di chuyển cùng nhau, họ sử dụng những utility mà không gọi là quá rèn tay. Và cuối cùng thì những round thi đấu ở lượt thi đấu cuối của first half cũng đã là thành quả xứng đáng dành cho họ. Và bây giờ thì họ sẽ được chuyển sang bên phía phòng thủ. Bonker sẽ phải tấn công mà không có một agent có khả năng flash hay là support nào. Chúng ta có thể thấy rằng những người đứng trong side của bên phía team Persija trong cái lượt thi đấu second half này sẽ không gặp vấn đề gì, đúng không? Không có cái giếng trọng lực, không có tình huống fall line, stun nào cả, cũng không có một quả flash nào luôn. Có thể nói rằng thoải mái để có thể đứng những góc thi đấu cương skill. Và bây giờ thì Bonker họ sẽ cần phải làm được điều gì đó nếu như là muốn thắng ở bên phía tấn công này. Mình nghĩ rằng đây vẫn là một tỷ số chấp nhận được đến từ các thành viên bên phía team Persija. Có thể gọi là đẹp để họ có thể kết thúc được cái match thi đấu đầu tiên. Nói một chút về Persija đúng không? Mình cũng rất là ngạc nhiên khi ban đầu mình cũng hơi bất ngờ về thông tin của đội tuyển này. Tức là mình đã nhận được thông tin rằng là vòng loại khu vực Indo được kết thúc với cái tên Boy With Love. Nhưng mà rồi thì tự nhiên lại thấy một ông nào đấy xuất hiện với cái tên là Persija. Tra ra thì mới biết được rằng đây chính là đội tuyển được tài trợ bởi một đội bóng tới từ thủ đô của Indonesia là Jakarta. Và cũng rất là mừng khi mà những cái đội tuyển thể thao cũng ở khu vực Đông Nam Á bắt đầu có những sự đầu tư vào những cái team eSports như thế này. Mong rằng thì ở Việt Nam cũng sẽ sớm có những cái gọi là hoạt động tương tự chăng? Hà Nội FC eSports, uầy! Sông Lam nghe eSports. Bình Chi Linh luôn như chứ. Biết đâu đấy. Nhưng mà rõ ràng là cũng phải phụ thuộc rất là nhiều vào phong độ của các đội tuyển eSports của Việt Nam, đúng không? Rõ ràng thì ngày hôm nay cũng là một trận thua dành cho Severus eSports, nhưng chúng ta cũng đừng nên quá dành những cái lời bình luận tiêu cực dành cho đội tuyển đại diện Việt Nam. Vì dù sao các bạn biết rồi, ai cũng có giới hạn của mình thôi. Nếu mà các thành viên của Severus eSports họ chưa thắng được thì là do đối phương họ hay hơn hẳn thôi, có gì đâu. Có thể nói rằng Made in Thái Lan không phải là một đối thủ yếu, nhưng mà từ từ đã trở lại với cái trận đấu lúc này đang có những combat xảy ra rồi. Nó là người đầu tiên có mạng và cũng là người đầu tiên nằm xuống bên phía team Bonker. KOH cũng là được điều tương tự. 3v3 không, bây giờ là 3v2 sau khi Tick lên tiếng với mạng của Flynn. Đấu súng rất quyết liệt ở khu mid đến từ cả hai team.
một bài đẩy mid của anh các thành viên bên phía Team Persija gặp ngay cái bài kê mid của các thành viên bên phía Team Boker. Và bây giờ Engon đang muốn tham minh lắc ra, tham minh là chuẩn xác và Engon không nên tham lam tình huống này, tham lam là sai lầm. Tích đã lấy lại cái lợi thế hơn người dành cho các thành viên bên phía Team Boker. 2v1 rồi và đã lờ mờ đoán ra được player sống sót cuối cùng bên phía đối phương đang ở đâu, nhưng bộ đội bên phía Team Boker vẫn đang quắc khá là trì, di chuyển cùng nhau và quắc vào cái tên Râu sẽ là người móc máy sau lưng. Nên nhớ rằng Adil còn sống nên là những cái alarm của Adil vẫn sẽ hoạt động, thậm chí bây giờ thì Râu cũng đã lộ vị trí của mình. Khó rồi, đã còn bị slow như này nữa thì làm thế nào để đuổi được các thành viên về phía Team Boker đây. Một quả spy đặt đẹp về khu spawn cũng như là Heaven, và có vẻ như là Râu cũng đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó với cái recon này, không nhìn thấy ai. Và bây giờ thì Râu sẽ di chuyển như thế nào đây? Thôi xong rồi, hai máu, không có cơ hội nào dành cho cái tên Râu cả, và Tích là người mang về ra thi đấu lục dành cho các thành viên về phía Team Boker. 8-5 và Bonker có vươn lên dẫn trước thêm một round thi đấu nữa. Khoảng cách giờ đã là 3 round rồi. Một round thi đấu mà có tốc độ rất cao như chúng ta thấy, nhờ vào cái Steam Beacon tới The Bridge đúng không? Những cái round thi đấu lúc này trở thành round thi đấu cực kỳ là tốc độ khu vực mid. Đấy là điều mà chúng ta sẽ thấy rất nhiều trong khoảng thời gian tới. Cái việc búp tốc độ chạy dành cho cái Steam Beacon này là một cái búp mình nghĩ rằng quá khỏe để vào tên Brimstone. Nó sẽ thay đổi, ảnh hưởng trực tiếp đến những meta ở trong tựa game Valorant của chúng ta ở khoảng thời gian tới. Còn ra thi đấu Eco, cái tên Arteris đang có trong được một quả shotty và tận dụng quả smoke của đối phương để ép gần. Bây giờ Arteris bắt được mấy đây, chui quả smoke là đẹp, một mạng dành cho tên Arteris rồi nhưng không có mạng thứ hai. Nó đổi mạng cho người đồng đội mình là nhanh, và bây giờ thì một thằng Spectre đã rơi. Adi cũng lên tiếng. Có vẻ như mình cảm giác thôi, mình cảm giác là cái mạng bằng shotty đó là mạng duy nhất mà các thành viên bên phía Team Persija có thể cứu vớt được, vì chúng ta thể thấy rằng ra khu vực long với lợi thế về mặt súng ống thì lại khó hơn khi mà các thành viên bên phía Team Boker có được những góc cương skill. Flinch vừa nổ mất đi cái mạng của anh chàng Nott rồi, nhưng Scroll thì không cho Flinch bất kỳ cơ hội nào cả. Top một kill giữa Scroll và đó ra thi đấu chiến thắng thứ 9 dành cho Boker. Họ sẽ thi đấu ra thi đấu sau với đó là hai cái Spectre, cùng với đó là cả một khẩu Marshall nữa. Lượng trang bị vẫn sẽ có thể gọi là bonus dành cho các thành viên về phía Team Persija mà thôi. Nhưng đương nhiên là khẩu Marshall trong tay của anh chàng Score thì chúng ta vẫn chưa thể biết được. Nếu như Score mà tốt như ra thi đấu vừa rồi thì hoàn toàn có thể sẽ là những khẩu súng to bên phía Team Persija phải rơi xuống. Bonker có làm cho chúng ta bất ngờ hay không đây? Đây chúng ta thể thấy một Steam Beacon và họ chạy rất nhanh. Đây là cái tham minh mà những người đứng cương skill của khu sai B không thể nghĩ rằng khu mid tràn vào đến nhanh đến như vậy. Nhưng ở đây Arteris có một tồi hai mạng dành cho cái tên Arteris. Minimize đổi mạng của Biomed bên kia thành công. Nhưng quan trọng rằng cây súng lớn của anh chàng Arteris rơi ở trên cao như vậy thì không có cơ hội để họ có thể nhặt. Phí móc máy đến nơi thì chỉ kịp đổ được một mà thôi. 2v3, cơ hội là có dành cho các thành viên về phía Team Boker. Và nãy giờ chúng ta thể thấy là Persija đang bắn hơi tốn súng. Rất tốn thì đúng hơn, khi mà ra thì họ mất hai súng to và vị trí của Famous cũng đang không có quá nhiều lượng máu trên người. Audio cùng với đó là cái tên Minimize. Họ sẽ lựa chọn được di chuyển khu Sai A trong ra thi đấu này. Drone cũng đã được sử dụng rồi, chỉ còn lại đó là mũi tên Recon để anh chàng mang tên Rosify có thể check lại khu Sai A mà thôi. Và có vẻ như các thành viên bên phía đội hình Persija họ bắt đầu ngửi thấy mùi gì đó rồi. Một khoảng thời gian rất lâu trôi qua và giờ Spy sẽ được đưa thẳng vào Sai A tới từ bộ đôi của Bonkers mà thôi. Quan trọng họ sẽ lựa chọn vị trí đặt Spy ở đâu đây. Tạm thời đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng Bonkers họ đã bắt được tận hai súng của đối phương và cũng đạt được Spy trong round thi đấu này. Sẽ còn rất là nhiều lợi thế dành cho các thành viên bên phía Team Bonkers trong những round thi đấu sắp tới. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những cái lượng kinh tế của Persija. Và bây giờ thì họ đang bắt đầu tổ chức retake rồi. 3v2 phát hiện một người và Adil đang làm cái gì vậy? Có vẻ như Adil không để ý rằng mình đang bị quét ư? Hơi đáng tiếc một chút khi mà quyết định là đẩy lên đến từ cái tên Adil khi mà có những thông tin rằng đối phương đang di chuyển cùng nhau ra phù Sai A. Thật ra thì có lẽ là Adil nên kệ vậy đúng không? Cứ để cho đối phương đến bao giờ đối phương bắt đầu gỡ spy thì lắc ra sẽ là một cái quyết định mình nghĩ rằng phần nào hợp lý hơn.
đẩy vào cứu đồng đội cũng là ok đấy, nhưng mà nó bị quét mà bro. Vâng, nhưng mà dù sao thì như mình đã nói, ra thi đấu này đã là một ra thi đấu rất là lãi đối với các thành viên bên phía team Bonker rồi. Nó xuất phát từ việc là họ cấu được đến tận 3 súng đối phương, đặt được spy, không có gọi là điểm trừ nào dành cho Bonker trong ra thi đấu này cả. Nếu như mà họ thắng được thì mới gọi là cực kỳ tuyệt vời thôi. Thậm chí là timeout luôn đến từ Bonker. Có vẻ như họ biết là trong khoảng thời gian sắp tới, khi mà các thành viên bên phía team Persia có được những lượng trang bị đầy đủ, những ra thi đấu full buy thì cũng sẽ là một yếu điểm đối với Bonker. Nhưng thực sự là cái team Beacon, cái khuấy động giao tranh của quân bài Brimstone trong tay Tick vừa rồi đã làm cho cái timing của anh chàng Famous ở trong khu side B bị sai. Đứng cương skill ở trong khu side B đúng không? Chúng ta có thể đứng cương tầm khoảng 3 giây. 2 giây rưỡi đến 3 giây để bắt người ra từ khu window, còn không thì sẽ phải sủi ngay, nếu không người ở mid sẽ giạt qua. Nhưng trong ra thi đấu vừa rồi chúng ta thể thấy rằng Bonker chỉ mất đâu đó hơn 1 giây để có thể giạt vào và bắn yếu được anh chàng Famous mà thôi. Có thể thấy rằng cái team beacon của Brimstone cũng sẽ khiến cho những cái tham minh trong tựa game Valorant chúng ta sẽ gặp khá nhiều vấn đề. Nhiều khi mình cũng không rõ tại sao họ có thể rớt nhanh như vậy. Đôi khi sẽ cần phải tham minh trả đũa tốt hơn. Với ra thi đấu này thì đang là mục đích muốn đẩy từ khu vực Silver tới cái tên Famous rồi. Nhưng đó là cái khẩu Operator tới từ cái tên Ardew. Rất may cho Famous là chỉ là một viên trúng chân mà thôi. Và Famous ngay lập tức là biến mất rồi, không có dám ở lại để có thể làm thêm bất kỳ cái điều tồi tệ nào nữa. Lên một khẩu Operator dành cho quân bài Chamber bên phía tấn công. Đây là điều chúng ta không thường thấy. Khi mà các team ở khi bắn mắt thì đội Haven này thường sẽ không gọi là tận dụng khẩu Operator bên phía tấn công quá nhiều. Famous vẫn đang cố gắng ép gần cùng với cả anh chàng Flynn. Flynn cũng như Famous đều chỉ có những khẩu Spectre trong ra thi đấu này mà thôi. Nếu như bắn cương skill ở khu tầm gần như này thì hoàn toàn có thể sẽ là những điểm hạ gục dành cho các thành viên bên phía Team Persia. Và Adi cùng với những người đồng đội quyết định sẽ là chuyển hướng về khu side B rồi. Nếu như bây giờ đánh A, họ sẽ phải check rất là nhiều góc. Và chưa kể cái tên râu đang không có drone do thám nữa. À không, chính xác hơn là cái tên Score không có drone do thám. Nên họ quyết định là bỏ và về B đặt Spy. Và Spy được đặt thành công. Teleport ra ngoài được đến từ cái tên Atoris. Và sẽ là một tình huống bắn post plan. Flynn ở đây cũng đã bị bắt lại bởi anh chàng Adi rồi. Một pha di chuyển khá khó chịu. Tham mình là hơi đen đúng không? Anh chàng Flinch vừa quay mặt đi thôi là đã phải bỏ mạng lại, nhưng giờ Knott có vẻ phát hiện được điều gì đó rồi. Ngay lập tức Atheris bị bắt lại, Ardew cũng kết thúc được cái tên Eeyore. Eeyore round thi đấu này cũng không thể làm được gì hơn. Rosefire nằm xuống cái tay của Tix và chỉ còn lại vị trí của Famous mà thôi, quyết định sẽ là xếp súng. Nói về Eeyore thì trông Eeyore khá là buồn cười trong round thi đấu vừa rồi. Chạy rất là nhanh từ khu vực Gara về đến Ceiling để có thể cố gắng bắt người đặt spy, nhưng mà chạy ra thì thấy một bức tường gọi là đóng chặt ở đấy rồi. Chịu. Chiến thắng không tốn quá nhiều tài nguyên của các thành viên về phía team Bonker, họ giữ được hoàn toàn cái lượng hỏa lực của mình. Và đâu đó thì cũng chỉ mất một giáp đến từ vị trí anh chàng Tick mà thôi. Một ra thi đấu quá lời lãi dành cho Bonker. Và như mình đã nói thì với việc là ra thi đấu bonus của đối phương mà các thành viên về phía team Persia đã đánh rơi quá nhiều thứ như vậy, thì cũng sẽ là một điểm trừ trong những ra thi đấu sắp tới. Đây sẽ là thời điểm mà họ bắt một khẩu eco. Cho dù giữ lại được một khẩu súng lớn thật đấy, nhưng mà lượng trang bị không phải là nhiều để bên phía Team Persia có thể thoải mái nữa rồi. Nên chủ động eco và cho đối phương lên con số 11. Và sau đó sẽ bắn cứu lên 13, 11 thì sao? Persia đang có những khẩu súng lục. Một khẩu chính xác là một viên orb được dành cho chàng Nos để hoàn thành cái tên lửa hạ màn của mình. Còn trong khi đó, một người đã phải nằm xuống đó, tên Famous ở khu side C, ngay lập tức là dồn đến tận 3 người về side C. Và người duy nhất đang solo A đó, cái tên Rose. Nhìn cái quả smoke này thì có lẽ là Nos anh ta cũng hiểu là có cái gì đang chờ đợi mình rồi. Asterisk có lẽ cũng sẽ không gây được quá nhiều bất ngờ trong đó thi đấu này đâu. Bằng chứng là các thành viên Bonker đang di chuyển liên tục sang bên trái và có một cái dư chấn được, một cái địa chấn được trả ra, nhưng Tick cũng chỉ tốn đúng một viên để hạ gục được vị trí Eeyore mà thôi. Tiếp tục dồn một smoke ra tới cái tên Atheris, nhưng giờ thì bay vào tới vị trí của Nott, nhưng không, Atheris vẫn kịp đổi một, nhưng Flynn cũng hạ gục được cái tên Nott rồi. Tick được gọi dậy ở đây và giờ thì còn đó là vị trí của Flynn ở trong side. Có cả một ultimate được trả ra tới cái tên Rosevai nhưng cũng chưa được kết thúc được ai cả.
bắn yếu được cái tên tích, nhưng mà có để làm gì hay không đây? Finn ở đây đã lên tiếng rồi, nhưng ngay lập tức Adil đã tham mình tốt hơn để né được quả flash đó. 3v1, chúng ta có thể thấy ra cái tên Minimize với cuộn bài set đúng không? Cứ có ultimate là sử dụng, cho dù đó ra thi đấu vẫn đang có lợi thế hơn người, hay là ra thi đấu và đối phương yếu súng thì cũng không, họ cũng không quan tâm lắm, họ vẫn sử dụng cái ultimate hồi sinh một cách rất là triệt để, có là dùng. Và liên tục thì Bonker cũng đang có được những ra thi đấu mà được bắn hơn người thoải mái. Biter đang hơi xa đến từ cái tên Score, thực sự là như vậy. Đang di chuyển với nhau, à không, hình như là Score đang bị AFK rồi. Ở đây Râu đã bắt được cái tên Adil, 1v1, rất may mắn khi tích chỉ còn 20 máu nhưng vẫn có thể giành chiến thắng được. Nếu như trong tình huống này mà tích phải nằm xuống thì tôi không biết là anh chàng Score sẽ xử lý như thế nào nữa. Có vẻ như Score đang gặp một chút vấn đề về lỗi kỹ thuật nên là đã AFK ở cái khoản tham minh cuối cùng vừa rồi. Khi mà đồng đội di chuyển về A, Score đứng ở khung sai C thì mình còn thấy hợp lý để có thể bắt người đẩy, nhặt súng. Và thời điểm này thì lại còn đứng im, đặt spy xong vẫn đứng im thì chịu rồi. Nó cũng rất là may mắn là có thành viên của Bonkers khi mà cái tên Tix đã làm rất tốt trong round thi đấu vừa rồi. Vâng, và chúng tôi cũng đã nhận được một số thông báo là chúng ta sẽ có một lượt technical pau do có một player bị disconnect, đó là cái tên Score. Và cho dù các thành viên bên phía team Bonker đã giành chiến thắng trong round thi đấu vừa rồi, nhưng chúng ta vẫn cần phải suy nghĩ xem là có cần phải remake lại round thi đấu vừa rồi hay không. Thắng nhưng mà remake thì nghe hơi sai nhở. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái mặt tích cực dành cho Bonker thì giả sử tình huống 3v1 đó mà Score vẫn gọi là di chuyển được cùng với những người đồng đội thì đôi khi đã không mất một súng. Cái này thì có lẽ là tùy thôi, mình nghĩ rằng quyết định của ban tổ chức thì dù sẽ là quyết định cuối cùng. Đúng, dù cho có như thế nào thì tất cả mọi người cũng đều phải tôn trọng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có khoảng technical pau. Vâng, vậy là chúng tôi đã nhận được thông báo của ban tổ chức về cái trường hợp ra thi đấu này. Thì các thành viên bên phía của team Bonker cũng đã chấp nhận là sẽ chạy lại cái ra thi đấu vừa rồi. Và có lẽ là chúng ta sẽ cùng sẽ đến với trận thi đấu này bắt đầu từ ra thi đấu mà Bonker sẽ anti-eco như thế nào, liệu họ có mất nhiều súng đến như vậy không. Và quan trọng là Minimize vẫn sẽ còn cho mình cái ultimate hồi sinh, nhưng mà để nói với các thành viên bên phía team Persija thì trong ra thi đấu vừa rồi họ cũng rất là đầu tư đúng không, họ sử dụng cả ultimate của anh chàng Rose để có thể gọi là giải vây dành cho con bài Brick trong khu vực side C. Thực sự thì một ra thi đấu mà rất là có tổ chức đến từ bên phía đội hình của Persija để nhằm mục đích ngăn chặn đối phương vào C, nhưng mà cũng phải công nhận là bên phía đội hình của Bonker ấy, họ rất là chảy cối trong câu chuyện vào C đúng không? Rõ ràng là họ có những cái lợi thế về người rồi, nhưng mà họ lại vẫn muốn đâm đầu vào khu vực dài C, một nơi mà với những cái quả smoke của Arteris thì gần như họ chẳng nắm được một cái điều gì, có bao nhiêu thành viên của bên phía Persija trong side hay là vị trí họ đứng ở đâu cả. Cái này thì chắc là Tommy không hiểu, nhưng mà đấy là vì yêu nên cứ đâm đầu. À thế ạ? Biết thì Tommy cũng không biết yêu là gì. Tất nhiên rồi. Không hiểu đúng không? Bạn thấy đấy, thiếu cái gì thì người ta hay sâu ra cái nhu cầu muốn có cái đấy. Như mình đây, mình đang sâu, đó là mình rất cần tình yêu. À, đấy, lý do là như thế. Vâng. Nhưng mà để mà nói về trận đấu này đúng không, thì thực sự là cái màn trình diễn của Persija cũng trong cái lượt thi đấu đầu tiên, suy nghĩ sao không đến nỗi tệ mà đúng không? Chúng ta đều công nhận là họ không phải là một hiệp thi đấu quá tệ, nhưng sang cái lượt thi đấu second half này thì có vẻ là kể cả ra thi đấu full bài thì họ cũng không thể hiện được quá tốt so sánh cả phía bên kia là các thành viên bên phía đội hình của Bonkers. Khá là khó nói vì đây là một thi đấu mà chúng ta không thường thấy nhiều ở tập pro screen, khi mà cả hai team sử dụng những gọi là chiến thuật mình thấy rằng khá là dị. Không phải cả hai team mà chính xác hơn là các thành viên bên phía team Bonker, họ sử dụng một chiến thuật khá là dị đúng không? Chúng ta có thể thấy rằng từ những cái khâu bad pick agent của họ đi, họ sử dụng những quân bài như kiểu là Sage, họ sử dụng những quân bài khá là mới như kiểu là Brimstone. Không có một Incinerator Flash nào cả. Theo mình đánh giá thì các thành viên bên phía team Bonker
À không, chính xác hơn là Persija đã có thể làm tốt hơn ở lượt thi đấu first half. Nếu như họ không có những round, key round mà di chuyển lỗi thì có lẽ là họ vẫn có thể giữ được cái sự bình tĩnh ngay từ lượt thi đấu đầu tiên. Còn sang đến cái lượt thi đấu second half này thì chúng ta thể thấy rằng cái sự hổ báo của Dulles bên phía team Bonker cũng đã giúp cho Bonker có được những cái key round rất là quan trọng từ những round thi đấu mà gọi là bonus, từ những round thi đấu lục hay là thậm chí là full bye, thì chúng ta thể thấy rằng họ vẫn đang làm khá tốt. Ấn tượng của Sinh về cái đội tuyển Bonker này thì mình cũng biết rằng là đây cũng là trận đấu đầu tiên của họ thôi, và nó cũng mới chỉ trôi qua được 2/3 những cái round thi đấu chính thức thôi. Nhưng mà rõ ràng là mình thấy là với cá nhân mình thì cũng có một cái ấn tượng gì đấy ở cái player, đó là chính là vị trí của anh chàng Audi ấy chứ, đúng không? Chúng ta có thể thấy rằng với Bonker thì có lẽ mình ấn tượng là họ bắn như bắn rank. Họ bắn chả khác gì bắn rank, bắn một cái tốc độ cũng rất là nhanh ở bên phía tấn công. Không nhanh thì cũng chỉ ở tầm trung bình thôi, chứ không có một tình huống nào mà chúng ta thấy rằng họ thi đấu quá chậm rãi cả. Và thường thì cũng chỉ là những tình huống gọi là, nói thật là mình không thấy các thành viên bên phía team Bonker có những pha setup quá nhiều. Gần như là giống như bắn rank thôi, gọi là mạnh ai nấy bắn, và sau đó thì trả đồ cùng nhau, trộn trộn đồ lại nữa, thế là thành một cái bài. Từ những tình huống entry đúng không, như cái ra thi đấu mà Tommy bảo là vào C khó, nhưng mà tại sao họ vẫn muốn vào. Theo mình thấy là gì, trong cái tình huống đó họ cũng đã trả đủ đồ vào C, nhưng mà không phải là một cái bài đánh quá hoàn chỉnh. Những timing, những quả smoke hay những quả paranoia thì của bên phía team Persija cũng đã counter lại được cái thời gian. Và có vẻ như là họ muốn tận dụng con bài Ray và sử dụng con Boombot như thay thế cho một con sói để có thể check trong cũng như là đằng ngay đằng sau quả smoke. Chúng ta có thể thấy rằng Omen bên phía team Persija cũng đã sử dụng những góc thi đấu tầm gần với những khẩu thi đấu như kiểu Shotty đúng không? Có thể thấy rằng với việc không có những Agent Flash hay là để check góc một cách quá cụ thể thì đương nhiên là đối phương cũng sẽ ngồi được những góc thi đấu như vậy. Còn về phần của các thành viên Persija, nhận xét của Sinh trong trận đấu này về vị trí của bộ đôi Io cũng như là Asterix, sao hai player cũ của Bumi Sport? Cảm giác như họ vẫn đang thi đấu khá là thọt. Họ vẫn chưa để lại cho mình cái cảm giác rằng họ đã từng ở trong lineup của Boom ấy. Vâng, và có lẽ là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi trở lại với trận thi đấu này, vì chúng ta cần phải khắc phục những cái lỗi technical power trước đã. Second verse after the first, take control with words, roll with verse, the rebirth of verb from inside out, outside in, we control the hurt frequency, the heart of the world beats to me, it beats on beat, as we breathe deep, oxygen from trees feed, gifts in our gift, this right here, truth we exist, mind state is gravity, the way it uplifts, across seas swift, water quench thirst, there's a shift, set sail like shit, defined other lands, some other lands, sun is planned, with the words I'm writing, I'm fertilizing, the earth's a right rising, realizing, global warming and the sea is rising, pollution the planet needs metabolizing, it's full of fire like a dragon fighting, creating hot springs when the pressure rising, it's heavy rising, but I'm never frightened, cause the days will brighten, yeah. Chúc cho cả ba đại diện đến từ thủ Việt Nam, đó chính là Big Bang, Fancy và cả các thành viên bên phía team Cyber Esports có thể thi đấu hết sức mình và đạt những thành tích cao nhất ở trong giải thi đấu VCT APAC Challenger Series 1 lần này. Giải thi đấu VCT APAC vẫn đang diễn ra, một loạt những trận thi đấu khó khăn đang đón chờ các đại diện của chúng ta.
Tuy nhiên, bất chấp kết quả dù ra sao chăng nữa, mình tin rằng với sự ủng hộ tới từ cá nhân của Linh cũng như toàn bộ người hâm mộ Việt Nam, các đội tuyển của chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn và giành được trong mình thêm nhiều hơn những chiến thắng. Chúc cả ba đội tuyển trên cứng đá mềm thể hiện được tất cả những gì tốt nhất của các bạn. Xin gửi lời chúc tới cả ba đội tuyển, hy vọng tất cả các bạn sẽ luôn luôn cố gắng bất kể kết quả nó ra sao và bọn mình luôn ở bên cạnh các bạn. Hôm nay mình muốn gửi lời chúc đến các đại diện ở khu vực Việt Nam có thể thi đấu thật tốt tại giải thi đấu Valorant Challenger APAC Playoff. Còn bây giờ hãy cùng mình theo dõi cũng như cổ vũ các đội tuyển nhé. Chúc cho ba đội tuyển đại diện Việt Nam đó là Big Bang, Fancy và Cyber Esports có một phong độ thật là tốt để có thể thi đấu tốt hơn, hết sức mình và đi sâu hơn trong giải đấu VCT APAC Challenger Stage một lần này. Cho ba đội tuyển có được thành tích tốt nhất tại giải APAC Playoff và cũng mong muốn mọi người hãy xem, theo dõi và ủng hộ đội tuyển Việt Nam mình có được thành tích tốt nhất tại đấu trường Valorant của khu vực. Thì chúng ta đã biết là Valorant hiện tại đang rất là phát triển các khu vực trong và ngoài nước. Chính vì thế là các đội tuyển mạnh cũng đang phát triển theo dần đó. Và các bạn rất là nên xem cái giải này. Tại vì sao? Thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể nâng cao trình độ, biết cách em với tuyển thủ chuyên nghiệp như thế nào, hoặc các bạn có thể nâng cao trình độ của mình lên bởi những cái thách thức vô cùng độc đáo của các tuyển thủ. Và ngoài ra là chúng ta cũng phải xem để ủng hộ ba đội tuyển Việt Nam nữa chứ. Fighting! Với phong độ xuất sắc như hiện tại của Cerberus, Fancy và Big Bang, mình tin chắc là các đội tuyển của Việt Nam chúng ta sẽ đi vào sâu hơn trong giải APAC lần này. Và mình xin chúc cho ba đội tuyển của chúng ta có một cái phong độ tốt nhất, có một sự chuẩn bị kỹ càng để có thể đi thật xa trong giải lần này. Đội tuyển Việt Nam tỏa sáng tại đấu trường APAC. Mình rất đang là nóng lòng và hy vọng team Fancy United và team Big Bang sẽ vượt qua được vòng play-in và tiến tới vòng bảng. Năm ngoái Việt Nam mình chỉ giành được vị trí top 6 và mình nghĩ năm nay team Việt Nam mình sẽ giành được vị trí thứ hạng cao hơn và thậm chí là có những tấm vé đi tới VCT Master. Năm nay vòng loại này sẽ rất là đáng xem và cái sự cạnh tranh nó rất là khốc liệt, nên mình nghĩ mọi người chung xem cái giải đấu này thử nhé. Mình xin chúc các team Big Bang, Fancy United ở vòng play-in và cũng như Cerberus ở vòng group stage sẽ có một phong độ thật tuyệt vời để có thể đạt được thành tích tốt trong vòng APAC lần này. Valorant đang ngày càng phát triển, đặc biệt là với những hệ thống giải càng ngày càng lớn hơn. Mình hy vọng mọi người có thể vào xem các livestream để ủng hộ các team của Việt Nam thi đấu để họ có động lực để đạt được những thành tích tốt, mang lại kết quả tốt đẹp cho Việt Nam. Hello, xin chào các bạn, mình là Minh Nghi. Có vẻ như là APAC năm nay sẽ là một chặng đường cực kỳ chông gai cho các đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà anh em player cứ yên tâm thi đấu bởi vì vẫn còn có Minh Nghi cũng như là rất nhiều những anh em viewer khác sẽ cổ vũ cho mọi người trên mọi bản đồ mà mọi người tham gia thi đấu. Chính vì vậy, cố lên nha! Với sự phát triển không ngừng của Valorant ở các khu vực lớn thì APAC năm nay sẽ là một giải đấu cực kỳ khắc nghiệt. Chính vì thế nên đừng bỏ qua bất cứ một trận đấu nào tại giải đấu này nhé. Chúng ta đang bước vào những ngày tháng căng thẳng nhất của đấu trường APAC Challengers, nơi mà ba đội tuyển đại diện cho Việt Nam của chúng ta đang chinh chiến, đó chính là Cerberus Esports, Fancy United Esports và Team Big Bang. Đặc biệt là ở vòng play-in này, thì Team Big Bang cũng như là Fancy, họ đang phải đối đầu với những đối thủ vô cùng đáng gờm. Thì với chất lượng đội hình này và với phong độ của họ, thì chắc chắn là họ sẽ có thể gây ra được rất nhiều những khó dễ dành cho các team đối thủ. Mong rằng các bạn sẽ quan tâm theo dõi và ủng hộ các đội tuyển Việt Nam của chúng ta nhé. Mong rằng các đội tuyển Việt Nam tỏa sáng tại đấu trường APAC. Giải đấu Valorant Champion Tour Asia Pacific Challenger Playoff lần này chắc chắn là một trong số những giải đấu rất khó khăn dành cho cả ba đại diện đến từ Việt Nam. Có lẽ tôi chỉ muốn gửi một lời chúc dành cho cả ba đội tuyển Việt Nam, đó là anh em hãy cố gắng thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Và đặc biệt là đến với Big Bang, một đội tuyển đánh giá là nằm trong một bảng đấu có thể nói là cực kỳ khó khăn. Bảng đấu gồm có một đại diện rất mạnh đến từ Philippines, tiếp tục lại có thêm cả Onyx và cả thậm chí là cả Full Sen nữa, đều là những tên tuổi lớn. Hãy cố gắng thi đấu hết sức mình, hãy thể hiện bản lĩnh, làm tất cả những gì có thể để nếu chúng ta dù kết quả có thương như nào nữa, chúng ta không phải hối tiếc về những cái gì chúng ta đã trải qua. Khi mà họ phải đối đầu với những top team hàng đầu khu vực, đặc biệt đó là hai cái tên Fancy cũng như là cả Big Bang nữa, thì họ sẽ thiếu thêm một vòng, đó là vòng play-in, cũng khá là khó khăn khi phải đối đầu với rất nhiều đại diện mạnh. Thì qua clip này mình muốn nhắn nhủ tới cả ba đội tuyển rằng là hãy cố gắng chinh chiến hết sức mình thôi, hãy cứ cháy hết mình. Còn lại thì bọn mình, những người hâm mộ, những người theo dõi từ hậu phương sẽ luôn cổ vũ và ủng hộ cho cả ba đại diện Việt Nam. Kết quả dù sao thì bọn mình vẫn sẽ luôn luôn
mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cả ba đội tuyển tại kỳ thi đấu lần này. Lời đầu tiên mình muốn gửi một lời chúc đến dành cho cả ba team, rằng cả ba team sẽ có những thành tích tốt nhất tại APAC Challenger lần này. Dẫu biết rằng ở tất cả bảng đấu ở vòng play-in hay kể cả là vòng play-off thì các bạn đều phải đối mặt với rất là nhiều đối thủ mạnh đến từ khắp nơi trong khu vực. Tuy nhiên, mình xin đặc biệt gửi lời chúc dành cho Pina cũng như là đội tuyển Big Bang. Hy vọng rằng các bạn có thể bình tĩnh, tự tin, có thể chiến thắng được đối thủ mạnh mẽ. Cho dù kết quả có như thế nào đi nữa thì hãy biết rằng đó là mình với các fan Big Bang sẽ luôn dành sự ủng hộ dành cho các bạn. Còn tất nhiên rồi, không thể nào bỏ qua fan sinh nhật của Seven Esports, các bạn luôn có được sự ủng hộ của mình cùng các caster đến từ trong World Studio và các bạn khán giả của Valorant Việt Nam. Hãy cố gắng để có thể mang được cái thành tích tốt nhất về cho Valorant Việt Nam để khẳng định một lần nữa sức mạnh của khu vực chúng ta đối với nền Valorant của toàn khu vực. Chào mừng các bạn đã đến với Valorant Nam trong World Media. Ngày hôm nay tôi muốn gửi lời chúc đến các thành viên của World Esports, PC United cũng như là Big Bang. Chúc các bạn được tốt ở tại World APAC đang diễn ra. Chúc một kết quả như thế nào thì chúng tôi cũng người ủng hộ của TV Bara, những người làm các bình luận hay là khán giả luôn ủng hộ các bạn trong giải đấu này cũng như là các con đường sắp tới của bạn. Điều tốt này các bạn ơi. Chúc cho cả ba đại diện đến từ vùng Việt Nam đó chính là Big Bang, Fancy và cả các thành viên bên phía team Cerberus Esports có thể thi đấu hết sức mình và đạt những thành tích cao nhất ở trong giải thi đấu VCT APAC Challenger Stage 1 lần này. Giải thi đấu VCT APAC vẫn đang diễn ra, một loạt những trận thi đấu khó khăn đang đón chờ các đại diện của chúng ta. Tuy nhiên, bất chấp kết quả dù ra sao chăng nữa, mình tin rằng với sự ủng hộ tới từ cá nhân của Lyric cũng như toàn bộ người hâm mộ Việt Nam, các đội tuyển của chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn và giành được trong mình thêm nhiều hơn những chiến thắng. Chúc cả ba đội tuyển chân cứng đá mềm thể hiện được tất cả những gì tốt nhất của các bạn. Xin gửi lời chúc tới cả ba đội tuyển, hy vọng tất cả các bạn sẽ luôn luôn cố gắng bất kể kết quả nó ra sao và bọn mình luôn ở bên cạnh các bạn. Hôm nay mình muốn gửi lời chúc đến các đại diện ở khu vực Việt Nam có thể. Chào mừng các bạn đã đến với cả series phân tích key moment của giải thi đấu VCT Challenger Stage 1 khu vực APAC lần này. Mình là Trọng Linh và mình sẽ đồng hành cùng các bạn ở trong số phân tích ngày hôm nay. Chúng ta đã trải qua được tuần thi đấu đầu tiên của vòng play-in tại giải thi đấu VCT APAC Challenger Stage 1 rồi và có những kết quả thuận lợi cho những đại diện đến khu Việt Nam đó chính là Fancy United Esports. Tuy nhiên chúng ta cũng đã phải chia tay với cả các thành viên của bên phía Big Bang. Và ngày hôm nay thì mình cũng sẽ muốn đem đến cho các bạn trận thi đấu của Fancy đối đầu với Griffin, nơi mà họ đã giành được tấm vé để đến với cả vòng bảng của giải thi đấu lần này. Mình sẽ tập trung về map thi đấu, đó chính là map Ascen, nơi mà các thành viên của bên phía team Fancy đã có một chiến thắng hết sức thuyết phục trước các thành viên của bên phía team Griffin Esports. Sẽ có hai tình huống mà mình muốn chỉ ra cho các bạn đây. Đầu tiên thì chúng ta đều biết rằng đây là một trận thi đấu mà các thành viên của Fancy đã bắn thực sự chủ động với những pha đẩy của KLS ở bên phía phòng thủ tại map Ascen đã giúp cho họ giành được chiến thắng. Nhưng khi mà các thành viên của bên phía team Fancy họ không bắn chủ động, họ không đè tay đối phương thì họ xử lý như thế nào trong những khoản retake của mình? Đó là điều mà mình muốn nhấn mạnh dành cho các bạn ở trong buổi phân tích của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với cả tình huống đầu tiên mà mình chọn ra ở round thi đấu thứ 7. Trước hết là chúng ta sẽ nhìn lại về cái điểm chiêu cuối của các thành viên bên phía team Griffin. Chúng ta thấy rằng là KO này, Killjoy này hay thậm chí rằng cả Sova đều đang có cho mình sẵn 3 chiêu cuối rất là mạnh. Và đó là lý do mà tại sao các thành viên của bên phía Fancy họ sẽ quyết định bỏ A trong round thi đấu này và tập trung vào mid và khu vực side B. Đây là một trận thi đấu mà bên phía của Fancy tập trung rất là nhiều ở mid. Họ sẽ sử dụng những cái chiến thuật như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy đó là một quả smoke của Omen tại khu vực mid lane. Trong khi đó thì chúng ta vẫn sẽ thấy được những cái vị trí của KLS luôn luôn giữ ở khu vực mid với cả khẩu operator của mình. Đây sẽ là tầm nhìn của KLS đúng không? Rất là thoải mái về với cả khu vực top mid. Còn ở phía khu vực short sẽ là cặp đôi Hize cũng như là cả cái tên BMW nữa. Cặp đôi với những cái lượng đồ rất là phù hợp để có thể cương ở khu vực short, như chúng ta thấy những quả flash đến từ khu vực bridge. Trong khi đó thì có một điểm đặc biệt nữa ở khu vực side B dành cho các thành viên của bên phía team Fancy United Esports, đó chính là chúng ta nhìn thấy một quân bài chiến lược. Vị trí của đây chính là Sky.
Sky sẽ giúp cho các thành viên của bên Vietnam Fantasy có được lượng thông tin đầy đủ ở side B. Đó là những cái gì mà các thành viên bên Fantasy đã chuẩn bị ở trong đầu round. Họ quyết định kiểm soát D-Main, họ quyết định kiểm soát mid và nhường lại khu vực side A dành cho đối phương. Chúng ta cũng sẽ cùng nhìn xem là các thành viên của bên Vietnam Fantasy sẽ triển khai chiến thuật của mình như thế nào ở trong round thi đấu này. Đây, Killer S rất thoải mái ở khu vực mid với khẩu operator thôi. Đây là một trận mà Killer S bắn rất là bay. Trong khi đó thì đây chúng ta có thể nhìn thấy các thành viên của bên phía team Griffin, họ có rất là nhiều thứ. Họ có bão vũ cuồng phong này, và sau đó thì họ phi thẳng vào trong side luôn. Họ có rất là nhiều chiêu cuối từ KO hay thậm chí rằng cả Sova. Và bên Fancy cũng biết điều này, họ chủ động bỏ luôn. Killer S sẽ cố gắng tạo đột biến trong tiếng này. Tuy nhiên thì Killer S cũng chỉ đổi một và Killer S nằm xuống. Chúng ta sẽ đưa về một tiếng đi tech 4v4. Nhưng hãy dừng lại ở đây. Chúng ta cùng nhau nhìn qua về đội hình của bên phía team Fancy ở trong tiếng này. Toàn bộ khu vực mid đồ ở thời điểm hiện tại nằm gọn trong tay của một mình Azrola thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy họ đẩy B, họ đẩy cả mid. Họ biết rằng đối phương không có bất kỳ cái lượng thông tin nào ở mid cả. Do đó trong tiếng retake họ sẽ không cần quan tâm đến với cả khu vực catwalk. Họ chỉ tập trung lại từ đường Heaven thôi. Họ cũng sẽ không có bất kỳ những cái tình huống gọi là đi móc ở trong round thi đấu này. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục nhìn đến với cả những cái setup của các thành viên bên phía Team Fancy. 4 player di chuyển cùng nhau. Đối phương đã đặt được spike. 3 người sẽ di chuyển cùng với cả đường Garden. Và đây sẽ là nơi mà cái lượng đồ các thành viên bên Fancy tập trung. Đây chúng ta nhìn thấy một. Vâng, và kính chào quý bạn các vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại bàn bình luận. Mình là Tommy, bên cạnh mình là Sixosix. Chúng ta có lẽ sẽ cùng quay trở lại bàn bình luận để chuẩn bị tiến tới những nội dung tiếp theo của trận thi đấu giữa Bonkers đối đầu cũng là Persija Esports mà thôi. Đúng, trận thi đấu giữa các thành viên bên phía team Bonkers đại diện đến từ khu vực Úc và các thành viên bên phía team Persija Seed 2 của khu vực Indonesia đang có cuộc chạm trán với nhau. Và tạm thời chúng ta có thể thấy rằng match thi đấu Haven này đúng không, thì các thành viên bên phía team Bonkers vẫn đang thi đấu có thể nói rằng tốt hơn, họ đang làm khá hơn. Nhưng mà chúng ta đã có một chút lỗi kỹ thuật khi mà một thành viên bên phía team Bonkers đã bị disconnect khỏi game, mà chúng ta sẽ cần phải roll back lại cái round thi đấu mà Bonkers đã giành chiến thắng. Đó là round thi đấu mà Bonkers cho dù 4v5 nhưng mà họ đã thắng. Dù sao thì đối phương cũng chỉ là round thi đấu eco mà thôi, và chúng ta sẽ cần phải roll back lại round thi đấu đó. Cũng khá là trớ trêu đúng không? Mình nghĩ rằng là cái việc này thì cũng bản thân các thành viên Bonkers cũng chẳng mong muốn được lắm, thì bị diss thật đấy, nhưng mà round thi đấu thì cũng đã thắng rồi, bây giờ tự nhiên lại phải đến cả một cái round thi đấu mới, cũng chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra với họ ở phía trước. Không, nhưng mà bây giờ chúng ta phải tính cái trường hợp này nhá. Lúc đó là Bonkers là 3v1 đúng không, thì chúng ta có một người, đó là anh chàng Score, bị disconnect khỏi game. Nếu như mà trong cái round thi đấu đó mà các thành viên bên phía team Bonkers có để thua thì đương nhiên là Bonkers vẫn sẽ muốn remake, nhưng mà nếu như Bonkers thắng thì đương nhiên vẫn sẽ phải là remake thôi, tại vì không thể nào mà thua thì remake mà thắng thì bắn tiếp như vậy cả. Thế thì không khác gì một cái bảo hiểm cho các thành viên bên phía team Bonkers. Có lẽ đây là quyết định của ban tổ chức và chúng ta cần phải tôn trọng những cái quyết định mà ban tổ chức đã đề ra. Vâng, và chúng ta cũng đang countdown chuẩn bị trở lại ra thi đấu thứ 17. 16 cho các thành viên bên phía team Bonkers. Và trong round thi đấu này thì lượng tiền của các thành viên bên phía team Persija cũng vẫn chưa phải là nhiều, do chúng ta đã phải roll back lại round thi đấu này. Và có vẻ như là chúng ta sẽ cần phải xem là liệu rằng cái kịch bản nó có thể lặp lại hay không. Và mình cũng nhận được thông tin rằng đây sẽ là một round thi đấu test thôi, để xem là mọi chuyện có đi đúng hướng dành cho đội ngũ tổ chức hay không. Đến như vậy thì các thành viên của Bonkers họ lần này họ vào xem một cách siêu thoải mái rồi. Vâng, chỉ là một round thi đấu test và để xem là có lỗi hay không. Và tạm thời thì có vẻ như chúng ta vẫn đang thấy là không có lỗi lắm, khi mà cả 10 thành viên, cả 10 player thì cũng đã đều di chuyển rồi. Và với một round thi đấu test như này thì có lẽ là các mọi người thì cũng đang thi đấu khá thoải mái thôi. Nhưng mà tôi thực sự không biết Bonkers biết là test không nhỉ? Nhìn anh chàng Minimize thì có vẻ là biết. Còn lại mấy ông kiểu ăn off nhặt ulti hiểu không? Nào ok. Bạo lực thế. Đồng gấu à? Đồng gấu à? Đồng gấu hồ à? Ơ kìa. Cầm một gậy bóng chày đi vụt người ta mà. Ôi dồi ôi, ông Tích này cũng cầm một cái gậy bóng chày đi vụt ạ. Ui vâng, Tích thể hiện rõ ra rằng là thực sự là đây là những cảnh mình rất hay thấy ở những cái bến xe ở Sydney. Những gọi là màn bắt nạt.
Bản thân mình thì chưa từng là nạn nhân đâu, nhưng mà mình cũng thấy cảnh này khá là phổ biến ở cái bến xe ở Sydney đấy, không ít đâu các bạn ạ, thật. Đây tình trạng có thật. Đúng là đầu gấu ra hồ cầm gậy bóng chày lừa người ta, với một gọi là một người cũng đã từng ở khu Sydney, Tommy, thì chắc là Tommy cũng biết mấy anh bonker này đúng không? Ôi, để mà biết được thì vô vàn lắm bạn ơi, làm sao biết được là có bao nhiêu người Úc chơi Valorant đâu, khó. Nhưng mà dù sao thì mình nghĩ rằng là khu vực Oceania, khu vực châu đại dương thì đây cũng là những cái đại diện xuất sắc nhất của họ rồi, và hy vọng rằng là khu vực này còn có sẽ có thêm những đại diện mới, những cái slot mới ở trong tương lai, để ít nhất là ở khu vực C cũng như là khu vực Nam Á họ có thể tiếp tục cọ sát với cả khu vực Oceania. Bởi vì rõ ràng là ở kể cả ở những tựa game esports khác thì Oceania cũng là một khu vực có thể nói rằng khá là mạnh, hy vọng rằng họ có thể tỏa sáng. Đây rồi, đây sẽ là ra thi đấu thật của chúng ta. Một ra thi đấu Anti-Eco và Famous đang có cho mình một khẩu Hero Vandal. À không, đây là một khẩu Vandal mà Famous đã xếp được từ ra thi đấu trước. Vậy là ra thi đấu thứ 17 chúng ta lại diễn ra. Và các thành viên bên phía Team Bonker, cho dù là ra thi đấu trước đó hay là ra thi đấu gọi là test thử hay ra thật, thì họ vẫn chỉ muốn đánh C. Sẽ là một bài đánh thẳng vào khu xe C, và bây giờ thì đã bị bắt bài rồi. Famous có được một bạn, bắt yêu thêm một người nữa. Double kill dành cho cái tên Famous. Ultimate cũng đã được bật đến từ anh chàng Rose. Bắn yếu được một, bắn yếu được hai người. Ultimate được sử dụng, và đó là cái mạng của tích được hồi sinh, nhưng lại là quad kill dành cho cá nhân của Famous. Liệu có phải là một pha hack xa kill hay không đây? Famous đang rất thèm khát những mạng tiếp theo, nhưng ngay lập tức score đã deny đi bằng một cái mũi tên điện. 2v5, không chính xác hơn đây là tình huống 2v4, khó rồi. Minibuy không còn nhiều máu nữa mà score lại phải là người ra đi, và đó double kill dành cho cái tên râu. Cá nhân mình thấy rằng không được xanh chín cho lắm. Nhưng mà đối phương thì cũng đã lộ rõ bài đánh C rồi, mà mấy ông lại làm luôn cái bài counter đánh C như này thì khó. Một cái fall line, một cái quả flash đến từ cái bài Omen, và Famous đơn giản của Hero Vandal trong tay Famous là lướt lên bắn mà thôi. Một khẩu Vandal duy nhất cũng đã mang lại ra thi đấu chiến thắng cho các thành viên bên phía Team Bonker. À không, chính xác hơn là Poseja. Đúng là quả thật, người ta gọi là pha này thì đúng là ối trời ơi dành cho thành viên của bên phía Bonker luôn. Vẫn test. À, đầu tiên là lỗi thì cũng vào C, mà test thì cũng vào C, mà thật thì cũng là vào C luôn. Đối phương thì thật thà thế nhỉ? Tôi tin vậy. Tin vậy. Đúng, thật thà thật đấy. Xong rồi các thành viên bên phía Team Persia đơn giản chỉ là đánh một bài counter rớt C thôi. Một cái foul line, thêm quả flash, xong rồi thêm cái lướt, thế là hết. Còn bây giờ thì một chút lợi thế nghiêng về các thành viên bên phía Team Persia, khi mà khẩu operator trong tay của anh chàng Famous đã đục yếu được vị trí của Nos. Nó không còn cho mình lượng giáp nữa. Hồi máu cũng đã được sử dụng đến từ cái tên Minimize. Và bây giờ thì họ đang muốn chuyển hướng ngược về khu vực mid cũng như là khu vực Gara. Cái drone do thám này đến từ Skull đã phát hiện ra cái bẫy dây, nhưng vẫn chưa phát hiện ra được thêm ai cả. Nếu như chụp ảnh được, tôi tin chắc rằng Skull sẽ bật cho mình cái Hunter Fury lên. Ardew đang là cái tên bò trườn ở khu vực Sewer, và đối mặt với anh ta trong tình huống này sẽ là vị trí của anh chàng Rosify mà thôi. Nhưng Rosify ngay lập tức bắt đi được Ardew. Hết phép từ Ardew chăng? Không có cho mình một tình huống pre-fight tốt để có thể hạ gục đối phương. Nhưng giờ thì ý đồ của Bong vẫn sẽ là vào xe A mà thôi. Ultimate của Asterix được sử dụng để lấy thông tin trong khu xe A, nhưng rõ ràng rằng còn đó là một cái đại địa chấn để có thể đổi mạng trong tình huống này. Famous có một rồi, nhưng tích lấy mạng của anh chàng Finch thành công. Ulti được trả ra tới từ Skrull, không lấy được thêm mạng ở gục của bất kỳ ai cả. Và quả Spy bây giờ mới được sử dụng để có thể đặt xuống. Skrull có một, tích có cho mình cái double kill, và score cũng hoàn thành double kill luôn khi EO cũng đã phải nằm lại rồi, và chỉ còn lại một mình cái tên Asterix ở đây mà thôi, và anh ta không thể vượt qua được vị trí của tích. Triple kill dành cho controller người Úc. Một ra thi đấu chiến thắng, nhưng mà có lẽ cũng không phải 50 dành cho các thành viên bên phía Team Bonker đâu, khi mà họ cũng có được lượng trang bị cũng gọi là cực kỳ đầy đủ và ngang bằng so với các thành viên bên phía Team Persia. Vậy là chúng ta thể thấy rằng trong những ra thi đấu full buy thì Bonker cũng đang là tốt hơn đúng không? Họ liên tục là có những bạn hàng cũng rất là dễ dàng. Và chúng ta phải công nhận rằng bức tường đến từ bên phía Team Bonker là khó chịu đến như thế nào. Cho đối phương đúng một khoảng khe hẹp để họ có thể di chuyển vào thôi. Vậy là không phải một ra thi đấu bắt bài. Và Persia ngay lập tức là đã phải để cho đối phương lên con số 11. Lượng tiền lại một lần nữa rơi vào thế báo động khi cái tên Finn ra thi đấu này chỉ có một khẩu Serif. Nhưng ở đây thì Famous đã lấy lợi thế hơn người rồi. Một pha bò có thể nói rằng hơi mất tập trung đến từ cái tên Skrull. Mất đi Skrull, mất đi Incinerator duy nhất, họ sẽ thiếu hụt đi cái lượng thông tin để có thể vào sai.
và các thành viên bên phía Team Persia. Đây sẽ là tình huống đấu ốp. Adil đang kề và nhìn thấy cái chân rồi, và đó là cái tên Adil kết thúc được ngay chàng Famous. Mang về ra thi đấu 4v4 dành cho các thành viên bên phía Team Poker. Cân bằng được cái lợi thế về người. Tuy nhiên ý đồ của Bonker trong thi đấu này vẫn đang chưa được rõ ràng. Có vẻ như khi mà phát hiện ra vị trí flinch ở trong khu xe B rồi thì họ sẽ lại tận dụng Gara làm nơi để có thể lao thẳng vào mà thôi. Bật Steam Beacon tiến vào, và chắc chắn rồi, anh chàng Nod sẽ là người đi trước. Paranoia trả ra là rất khó chịu, nhưng Eeyore cùng người đồng đội Arteris của mình vẫn chưa thể lấy thêm được bất kỳ mạng gục nào cả. Trong khi đó đây flinch kê đầy, nhưng anh ta sẽ có được cho mình đó là pha nằm xuống cực kỳ đơn giản sau khi Minimize chạy bắn. Tiếp theo sẽ là ai đây? Nó đang tìm kiếm thông tin, dựng tường ở B và lại chạy B. Trong khi đó Eeyore ở đây bắn lỗi ngay tức bị hạ gục. Rosify có một sau khi đục đi bức tường này. Và Minimize của người đội sẽ phải xử lý ra sao đây? Lắc ra Rosify, nhưng Tix không cho anh ta quá nhiều cơ hội. Chỉ còn lại đó là anh chàng Arteris một mình mà thôi. Và chắc chắn rằng trong tình huống 1v3 này sẽ không có quá nhiều cơ hội để Arteris và Tix không bỏ qua cơ hội cho mình để có thể nâng thêm một frag nữa. Đưa tỷ số về thành 12-7 match point dành cho Bonkers. 12-7, một ra thi đấu mà họ muốn ép vào khu vực side B và sau đó rotate ngược lại C và rồi lại về B. Và cuối cùng thì quả spy được đặt ở khu side C. Có thể thấy rằng các thành viên về phía Team Bonker cũng đã thi đấu có thể gọi là khá là chậm ở trong ra thi đấu vừa rồi. Liên tục là rotate và kéo đối phương như chả mà thôi. Kéo qua kéo lại, và bây giờ là 5 cái match point. Bên phía Team Persia thì đã hết tiền với lượng trang bị gọi là có thể gọi là yếu ớt hơn. Thì bên phía Team Persia họ sẽ thi đấu như thế nào đây? Một khẩu Guardian, một khẩu Phantom, một khẩu Bulldog, một khẩu Spectre và Serif. Lượng trang bị không ai giống ai, và đương nhiên là rất là khó để họ có thể chiến thắng rồi. Thậm chí là những khẩu súng to thì đều chỉ ở những cái giáp 1. Utility cũng không phải là nhiều, nhưng mà ở đây thì nó đã ngay lập tức ăn một viên vào mặt. Đó là một viên Serif rất đánh đá đến từ cái tên Flynn. Nhưng chúng ta đều biết là một viên Serif ở tầm xa thì cũng chỉ gọi là cấu được 145 máu mà thôi. Với lượng súng ống hiện tại của Persia thì mình có thể dành cho họ danh hiệu đó là Gunmaster, khi mà mỗi người sở hữu một loại trang bị khác nhau. Một lượng trang bị yếu này nó là cực kỳ là chắp vá. Tuy nhiên thì chắp vá đến mấy thì cũng phải cố mà bắn thôi. Đây là cái cơ hội cuối cùng của họ rồi. Một trong những cơ hội cuối cùng, khi mà rõ ràng nếu họ chiến thắng được thì nó sẽ trở thành một cái động lực thúc đẩy tinh thần họ nhiều hơn. Eeyore ở đây đang tìm một spam, nhưng Minimize lại là người lấy mạng Eeyore. Trả cả ulti tới tích về khu vực Kevin để được clear lại khu vực này. Sewer cũng đang cần được check lại, nhưng giờ thì ulti đang được trả ra tới vị trí của anh chàng Rosify, nhưng chưa thể hạ gục được player nào cả. Mũi tên đầu tiên bắn trúng nhưng không lấy được đi đó là cái mạng của anh chàng Nos, chính xác hơn là mạng của Scroll. Giờ thì những quả smoke sẽ được buff vào, thêm cả Paranoia sẵn sàng trên tay Arteris rồi. Những bức tường tới từ con bài Sage đang là quá khó chịu. Vị trí đi đầu vẫn sẽ là cái tên Famous mà thôi, nhưng một quả lửa từ Tick nó sẽ ngăn cản điều này. Minimize không, ở đây là Famous cùng Flynn mỗi người có một, nhưng Tick và Nod mỗi người đổi một thành công. Famous tiếp tục ghi điểm, nhưng ở đây thì sao đây? Tick có double kill và anh chàng Audio kết thúc nội đi. Famous sẽ là 13-7, tỷ số cuối cùng trong match thi đấu Heaven này. 13-7 dành cho các thành viên bên phía Team Bonker. Có vẻ như một round sau một round thi đấu mà Bonker bị lừa vì quá thật thà thì Bonker cũng đã gọi là không muốn lằng nhằng nữa rồi. Họ muốn kết điểm và dứt điểm luôn cái match thi đấu Haven này. Và cuối cùng thì Bonker cũng đã giành chiến thắng với tỷ số là 13-7, một chiến thắng có thể nói rất là xứng đáng với họ, đúng không? Khi mà những cái tên như cả Nos hay thậm chí là Minimize bắn rất là hay, nhưng mình đặc biệt để ý đến vị player đó là cái tên Tick. Thực sự là Tick bắn với một con bài Brimstone, nhưng mà cái khả năng đặt tâm cũng như là bắn phải gọi là cực kỳ chắc tâm đến từ cái tên Tick cũng đã mang về những tình huống đấu skill liên tục là thắng lợi dành cho các thành viên về phía Team Bonker. Mình thấy thì thật ra cái vị trí của anh chàng Tick với con bài Brimstone thì giống với cả một số những đội tuyển khác tại giải thi đấu này khi mà họ sử dụng Brimstone tại match thi đấu Haven mà thôi. Đấy chính là thi đấu ở bên phía phòng thủ thì không quá hay, nhưng mà khi sang bên phía mặt trận tấn công thì con bài Brimstone thể hiện một khác hẳn luôn. Và điều đó cũng minh chứng cho cái 2.8 KD của anh chàng này nó là hiệu quả đấy như thế nào sau khi lượt thi đấu thứ hai xuất hiện. Nhưng rõ ràng MVP trận đấu này phải là vị trí của anh chàng Audio rồi. Một player bắn quá chuẩn chỉ trong lượt thi đấu first half với những tình huống bắn off có thể nói là khiến cho các thành viên của Persia khá là hốt. Nhưng vấn đề ở phía bên kia thì chỉ có một mình Famous là người có thể tỏa sáng toàn diện nhất mà thôi. Trong khi đó những vị trí như của Arteris, Rosify, Flinch và cả Eeyore nữa không có một cái trận đấu thực sự là quá ấn tượng. Và về kỹ năng cá nhân thì có phần thụt lùi hơn so với cả phần còn lại của các thành viên Bonkers. Chính xác, ngoài trong lineup của các thành viên bên phía Team Bonker thì ngoài cái tên score ra thì tất cả đều làm rất là tốt.
Và đây, bộ chỉ số cũng đã nói lên những gì đã diễn ra ở trong cái match thi đấu Heaven vừa rồi. Có lẽ 0.3% tỷ lệ headshot mà các thành viên bên phía Team Persija giành được hơn trước các thành viên bên phía Team Bonker nó cũng không quá đáng kể. Còn lại Bonker làm tốt hơn rất là nhiều. Và mình thực sự là rất là thất vọng khi nhìn màn trình diễn của Asterix thì vẫn làm khá là ổn. Nhưng mà Aeon thực sự là có một màn trình diễn mình đánh giá rằng đã thụt lùi hơn khá là nhiều so với cả cái thời mà Aeon vẫn còn thi đấu cho các thành viên về phía Team Boomin Sport. Cảm giác như là sau thời kỳ đó thì cái tên Aeon cũng đã mất đi phong độ khá nhiều rồi đó. Mình